tại cha chí thánh hằng sinh, xin ban thánh linh canh tân thế giới, nguyện xin cứu chúa phụng sinh, xin ban thánh linh tăng sinh thần linh dạy bảo chúng con biết đường ánh sáng, biết nơi an bình, biết cậy tình cha trọn dâng xác hồn, biết lớn lên trong thần khí trong ơn hiền linh. Lạy cha chí thánh hằng sinh, xin ban thánh linh canh tân thế giới, nguyện xin cứu chúa phụng sinh, xin ban thánh linh tăng sinh muôn loài. Lạy cha chí hằng sinh, xin ban thánh linh canh tân thế giới, nguyện xin cứu chúa phục sinh, xin ban thánh linh tăng sinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay toàn thể các thánh trên trời rất là vui mừng vây quanh thánh John Newman quý mến của chúng ta để cùng với thánh John Newman dâng lời tạ ơn Chúa về một cuộc đời tốt đẹp mà Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của Ngài. Hôm nay cùng với toàn thể các thánh trên trời, chúng ta hiệp ý để dâng lời tạ ơn Chúa đặc biệt với thánh John Newman, và chúng ta cũng đến đây với tất cả lòng yêu mến sốt sắng ngang qua thánh lễ online này để chúng ta dâng lên Chúa những lời khẩn xin của chúng ta, những lời khấn nguyện của chúng ta, những điều mà chúng ta đang cần đến thánh John Newman cầu bầu cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Một lần nữa con xin được mừng lễ đến toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chuyện kể thế này, có một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng, và bất chợt ông ta dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn. Những con voi này to lớn mà chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước của chúng nó. Không hề có xích sắt, cũng không hề có chuồng giam. Có thể thấy rõ hiển nhiên lũ voi có đủ khả năng
để dứt đứt cái sợi dây đó, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu tại sao cái lũ voi này vẫn đứng lì ra đó. Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó, ông ta hỏi anh ta rằng tại sao lũ voi nó cứ đứng lì ra như vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. Ồ, người quản tiệm đáp, khi chúng còn nhỏ đó, chúng bé hơn thế này rất là nhiều. Chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chân chúng lại. Và ở độ tuổi đó, thì dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi lớn hơn, chúng vẫn tin mình không có thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng sợi dây thừng này ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được. Thế là chúng chẳng bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ dứt bỏ sợi dây đó mà chạy đi cả. Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc kia. Nhưng chỉ vì không tin rằng mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cũng giống như những chú voi đó, có biết bao người trong chúng ta đã và đang đi qua cuộc đời này với ý nghĩ rằng chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì ta đã từng thất bại một lần trong đời. Hôm nay chúng ta đến với một con người. Con người đó đã từng thất bại. Con người này đã từng thất vọng đến mức tột cùng. Con người đó là John Newman. Một vị thánh rất được yêu mến không chỉ bởi chúng ta hôm nay đâu, mà ngay cả khi Ngài còn tại thế, người ta đã gọi Ngài với một cái tên rất là dễ thương. Our Little Bishop. Vị giám mục nhỏ bé dễ thương của chúng con. Quả đúng như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, John Newman không to cao như chúng ta vẫn có hình ảnh về những người phương Tây đâu. Ngài chỉ có 1m58 thôi, thấp lắm, nhỏ lắm. Rất giống với người Việt Nam chúng ta. So với người dân Đức đó, gốc gác của Ngài đó, thì Ngài có thể được gọi là Gia Kêu. Gia Kêu là gì vậy? Là chú lùn đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Hình dáng của Ngài không to cao, đời sống của Ngài không vĩ đại kéo dài như Thánh Tổ Phụ Alphonso của chúng con kia, sống 90 năm cuộc đời. Thánh John Newman sống đời tạm chỉ có 49 năm thôi, ngắn lắm, ngắn lắm. Hình dáng thấp bé, đường đời lại ngắn ngủi, nhưng gương đạo đức và đời sống sốt sắng, và nhất là tình yêu mến của Thiên Chúa dành cho Thiên Chúa và dành cho những người khác thì nó kéo dài mãi. Như hạt cải được diễn tả trong Kinh Thánh vậy, lớn lên và lớn lên mãi, để rồi biết bao nhiêu những con người có thể chạy đến và nương nhờ dưới bóng của Ngài. Nhưng kính thưa quý bà và anh chị em, John Newman cũng là con người như chúng ta. John Newman cũng là con người như chúng ta, nếm trải đủ mọi thất bại. Nói một cách bình dân, Ngài gặp không ít những xui xẻo trong đời của Ngài. Thời vận cứ như muốn chơi cái trò chơi trốn tìm với Ngài vậy. Đọc lại lịch sử cuộc đời của Ngài thì chúng ta thấy rất rõ điều đó. Học xong chương trình ở chủng viện, lẽ ra được chịu chức linh mục, được vinh dự như biết bao nhiêu người khác, thì giám mục của Ngài lúc đó lại không muốn truyền chức cho các linh mục nữa, cho địa phận nữa, thế là gửi Ngài về gia đình và Ngài lại phải chờ đợi. Chỉ vì khát khao được trở nên linh mục để có thể phục vụ dân Chúa, John Newman đã khát khao được đến trên mảnh đất Philadelphia này. Và đang phấn khởi ra đi, thì làm sao? Lại bị từ chối. Ngày mà Ngài rời khỏi quê hương của Ngài, ngày mà Ngài rời khỏi cha mẹ của Ngài, những người thân yêu của Ngài, chẳng có gì cả, phải âm thầm từ biệt cha mẹ ra đi, chỉ đặt một lá thư trên bàn để nói rằng
Con xin lỗi, con không dám chào cha mẹ bởi vì sự từ biệt này quá đau đớn với con. Con xin chào cha mẹ và hẹn gặp lại cha mẹ trên thiên quốc, trên thiên đàng. Có nghĩa rằng ngài ra đi mà không hẹn ngày trở về. Sau 40 ngày lênh đênh trên biển với vỏn vẹn có 40 đô la trong túi thôi, kính thưa quý bảo và anh chị em, John Newman gầy mòn xanh xao và chỉ còn đúng 1 đô la vào ngày mà ngài đặt chân lên đất nước Hoa Kỳ này. Ngay sau khi chủ chức linh mục, tưởng rằng sẽ được ở lại một giáo xứ ổn định ở thành phố New York, thì tân linh mục John Newman nói theo ngôn ngữ của các cha bây giờ đó, đó là bị đầy lên tận vùng Buffalo Upstate của New York, ráp ranh giới với Canada, một vùng hoang vu, hẻo lánh và lạnh lẽo. Suốt những tháng năm ở tại vùng truyền giáo này, ngài đã luôn luôn đau ốm bệnh tật, cô đơn và đôi khi cảm thấy rất chán chường, và đôi khi dường như ngài phải đụng phải bức tường của sự bế tắc, tuyệt vọng. Một linh mục trẻ mới 23 tuổi, xa gia đình, xa quê hương, gặp biết bao nhiêu những khó khăn, bất chắc như thế. John Newman không phải là một thân voi to con tốt tướng, nhưng điều quan trọng là đây, kính thưa quý bảo và anh chị em, ngài đã không để cho những khó khăn ấy buộc chân ngài lại, khiến ngài không vươn lên đến đỉnh trọn lành được. Đó là điều mà hôm nay chúng ta muốn nói với nhau. Không, John Newman đã không chịu đầu hàng. John Newman đã không bỏ cuộc. John Newman đã không để cho những khó khăn, những vất vả, những nhọc nhằn mà đôi khi tưởng chừng bế tắc giữ chân ngài lại. John Newman đã tiếp tục bước đi, tiếp tục phát triển, tiếp tục đi tới hướng mà đang chờ đợi mình ở phía trước. Và hành động cụ thể đó là ngài đã xin gia nhập dòng Chúa Cứu Thế, một dòng truyền giáo rất năng động. Nếu đã là một con người có sẵn lòng nhiệt thành truyền giáo trong lòng mình, thì bây giờ lãnh đạo dòng Chúa Cứu Thế, dòng được sáng lập bởi Thánh Alphonso, lại càng làm cho ngọn lửa nhiệt thành trong ngài bùng cháy lên mạnh mẽ. Và như chúng ta biết rồi, đâu dễ dàng như chúng ta hay tưởng tượng về các thánh đâu. Chúng ta tưởng rằng các thánh nên thánh, sống đời sống thánh thiện của mình là dễ sao? Nhiều lần lắm khi mà ngài vào nhà tập, bởi vì khi một linh mục, cho dù đã làm linh mục rồi mà vào nhà dòng đó, thì cũng phải bắt đầu tu lại. Và cái bước đầu tiên là phải vào nhà tập. Và nhiều lần lắm trong nhà tập, cha giáo tập nói với John Newman rằng, thôi, cha cứ đi làm cha xứ đi cho chắc. Chắc cha không làm tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế được đâu. Nhưng không, kính thưa quý bà và anh chị em, John Newman đã kiên tâm và tin tưởng. Ngài đã khấn dòng và được trở thành tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên làm lời khấn ở tại đất nước Mỹ này. Và sau đó một thời gian không lâu thì ngài được chọn làm giám phụ tỉnh, bề trên cao cấp nhất của dòng Chúa Cứu Thế lúc đó tại Hoa Kỳ. Rồi ngài viết biết bao nhiêu những sách giáo lý. Ngài viết ra sách giáo lý công giáo cho người giáo dân, ngài viết là lịch sử kinh thánh để cho người giáo dân. Và khi đã trở thành giám mục của địa phận Philadelphia rộng lớn này, ngài đã xây dựng hệ thống trường công giáo cho địa phận này và rồi cho toàn đất nước Hoa Kỳ đây. Xây dựng đời sống đạo đức cho giáo dân, ngang qua chính việc ngài thiết lập giờ chầu thánh thể 40 giờ mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong cái buổi tĩnh tâm đầu tiên nhân tam nhật mừng kính Thánh John Newman mà chúng ta đang trải qua đây. Ngài xây dựng đời sống bên ngoài của giáo hội bằng cách xây dựng 80 cái nhà thờ trong vòng có 8 năm làm giám mục thôi. Và chính nhà thờ chính tòa của địa phận cũng đang được ngài cho xây dựng lúc đó. Và bởi vì nhà thờ đang xây dựng như thế mà Thánh John Newman lại qua đời đột ngột, cho nên người ta đã không chôn ngài ở nhà thờ chính tòa. Bởi vì lẽ ra một giám mục mà qua đời thì người ta phải chôn ngài ở nhà thờ chính tòa. Nhưng không, bởi vì nhà thờ chính tòa đang được xây dựng, cho nên người ta đã chôn cất ngài ở tại đây, cùng với các cha, các thầy dòng Chúa Cứu Thế, lúc đó được chôn ngay đây với ngài, 6-7 cha gì đó. Cho nên hôm nay chúng ta mới có xác của ngài ở đây. Chưa hết, Thánh John Newman, ngài bênh vực
và dành quyền lợi cho những người nghèo, những người đau khổ, những người bế tắc, đặc biệt là những người di dân, những người nhập cư như chúng ta đã chia sẻ tối qua. Và trong tất cả những cố gắng của Ngài cho những người di dân, những người nghèo khổ, Ngài đã lập ra một cái quỹ rất lớn để những người di dân đó có thể mượn những đồng tiền đầu tiên khi đến đất nước Mỹ này. Và cái quỹ đó sau này bây giờ trở thành một hệ thống ngân hàng được gọi là Beneficial Bank, mà có lẽ nhiều người trong chúng ta ở vùng Bắc Mỹ này cũng có tài khoản của ngân hàng đó. Đấy, lược qua một cuộc đời của Ngài như thế, kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta thấy gì? Một người thanh niên luôn gặp những điều chẳng may lành. Một linh mục bị vây bủa bởi những khó khăn, rồi trở thành giám mục hết lòng vì đoàn chiên, và cũng chạm phải biết bao nhiêu những sự chống đối, không phải từ bên ngoài xã hội đâu, mà ngay cả trong nội bộ của giáo phận nữa. Nếu chúng ta đọc kỹ lại lịch sử của Ngài, chúng ta sẽ thấy điều đó. Tất cả những điều không may không lành đó, tất cả những khó khăn mà đôi khi xem ra có vẻ thất bại và không còn hy vọng ấy, tất cả những điều ấy đã không đánh ngã được Ngài, đã không buộc chân được Ngài như những chú voi kia đã bị buộc chân bởi những sợi dây rất mong manh. Tất bật với những bận rộn học hành của một chủng sinh, với những công việc thăm viếng ban các bí tích của một linh mục vùng truyền giáo Buffalo, rồi với những bận rộn của vai trò mục tử là giám mục của tổng giáo phận Philadelphia này. Lúc đó giáo phận này là giáo phận lớn thứ hai của đất nước Hoa Kỳ. Tất cả những tất bật, những bận rộn đó đã không làm cho Ngài sao nhãng một điều vô cùng hệ trọng. Quý ông bà anh chị em biết điều đó là điều gì không? Đó là đời sống gần gũi và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Chạy đến với nguồn năng lượng mà như chúng ta nói đó, nguồn năng lượng thánh, đó là bí tích thánh thể, đó là Chúa Giêsu ngự thật trong nhà tạm kia. Chính đời sống gắn kết với Chúa và múc lấy sức mạnh từ Chúa đã làm cho John Newman luôn tiến bước và tiến bước không ngừng. Và tiến bước không ngừng. Cuộc đời của Ngài từ đó cứ tiếp tục và tiếp tục mãi. Lạy Thiên Chúa yêu dấu của con, xin ban cho con sự thánh thiện. Đó là lời cầu nguyện, đó là tâm tình đầu tiên khi John Newman xin Chúa trong ngày lễ mở tay của Ngài. Trong ngày lễ mở tay của Ngài, Ngài đã dâng chúc một điều thật là tuyệt vời, kính thưa quý bạn và anh chị em. Có bao giờ chúng ta xin Chúa điều đó không? Có bao giờ chúng ta xin Chúa sự thánh thiện cho con cái, cho vợ chồng, cho cháu chắt, cho chính bản thân mình không? Nhưng mà kính thưa quý bà và anh chị em, thánh thiện là gì vậy? Thánh thiện là gì vậy? Sự thánh thiện phải chăng là những việc vĩ đại lớn lao mà chúng ta vẫn mặc vào cho các thánh, để rồi chúng ta chỉ chiêm ngưỡng thôi? Giống như là quả thị trong tủ vậy, bà chỉ để ngắm, chứ bà không sống được. Không phải vậy. Sự thánh thiện mà John Newman đã xin và đã sống không phải là gì khác, không phải là gì đó cao cả xa vời, nhưng là những việc rất bình thường mà chúng ta vẫn quen làm trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Muốn biết sự thánh thiện là gì ư? Muốn biết sự thánh thiện là gì ư? Hãy hỏi một người phụ nữ trẻ, một nách cắp hai đứa con, và lại bị chồng bỏ theo người khác. Hãy hỏi một cặp vợ chồng mới kỷ niệm 40 năm, 50 năm ngày cưới, để biết rằng họ đã phải cố gắng biết chừng nào để bảo vệ hôn nhân của họ, dù cho đói khổ, dù cho những bất chắc, xung đột có xảy đến. Và dù cho bây giờ một trong hai đang bị căn bệnh ung thư vận vào mình, ấy vậy mà người ta vẫn trung thành với nhau, vẫn yêu thương nhau, đó lại chẳng phải là sự thánh thiện sao? Quý ông bà anh chị em muốn biết sự thánh thiện và John Newman đã cầu nguyện với Chúa như thế nào ư? Hãy hỏi một người làm ăn buôn bán. Họ đã phải cố gắng biết chừng nào để không buôn gian bán lận, mặc dù thấy lợi trước mắt.
Sự thánh thiện còn được thể hiện nơi các em sinh viên, các em học sinh, khi các em chọn chơi với những bạn bè trong lớp mà không ai thèm chơi với họ. Sự thánh thiện còn được thể hiện nơi một cụ già móm mém đau khổ chịu đựng, ngồi xe lăn mỗi ngày, nhưng vẫn kiên trì cầu nguyện và làm gương sáng cho con cái. Đó, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những sự thánh thiện rất thường thấy trong đời sống của chúng ta. Sự thánh thiện ấy còn được thể hiện nơi một người chị cả, một người anh cả đã hy sinh không lập gia đình để mà lo cho ba mẹ khi đến tuổi già. Đó không phải là sự thánh thiện sao, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Đấy, như vậy thì cái sự thánh thiện mà Thánh Gioan Nimensin đó là sự thánh thiện mà chúng ta vẫn sống hàng ngày. Đôi khi chính chúng ta đã đang sống sự thánh thiện đó mà chúng ta không biết. Đối với Gioan Nimensin, thánh thiện là như vậy. Cũng như mẹ Teresa Canquita vậy, mẹ nói làm sao? Sự thánh thiện là làm một việc bình thường một cách phi thường. Làm một việc bình thường bằng một tình yêu vĩ đại, bằng một tình yêu phi thường. Đó là sự thánh thiện. Vậy tất cả chúng ta đây đã làm biết bao nhiêu những việc bình thường mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta vẫn làm, vẫn sống cuộc sống của chúng ta thôi. Nhưng hình như là chúng ta không làm những việc bình thường này một cách phi thường. Mà nhiều khi chúng ta làm như thể phải làm vậy. Chứ trong lòng chúng ta không có một chút lòng mến, không có một chút tình yêu. Cho nên đôi khi cuộc sống của chúng ta rất mệt mỏi, rất nặng nề. Và đôi khi còn tệ hơn nữa, đó là chúng ta làm những việc phi thường. Đó là những việc đọc kinh, xem lễ, lãnh nhận các bí tích. Nhưng mà chúng ta lại làm một cách rất bình thường. Làm như thế là phải làm vậy. Quý ông bà và anh chị em biết điều đó, chúng ta kinh nghiệm điều đó mà. Vậy sự thánh thiện không đến từ công việc chúng ta làm, nhưng đến từ tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa không ngừng yêu thương chúng ta, một Thiên Chúa đã trở nên điên dại vì yêu chúng ta. Thánh An Phong Sô, đấng sáng lập dòng Chúa thế, Ngài đã nói như vậy, lạy Chúa, Thiên Chúa là một Thiên Chúa bị điên. Một Thiên Chúa yêu con người đến điên dại, đến trở thành giống y như chúng ta vậy, trong cái kiếp lầm lỗi của chúng ta. Chúa là mục tử nhân lành. Chúa trở nên Chúa trở nên mục tử, Chúa trở nên gần gũi để dẫn dắt, để đồng hành với chúng ta. Đó, cái công việc của chúng ta làm vĩ đại hay tầm thường, nó tùy vào cách chúng ta nối kết với Ngài. Gioan Nimensin đã gắn kết với tình yêu điên dại ấy của Thiên Chúa. Cho dù khó khăn hay thuận lợi, mạnh khỏe hay ốm đau, cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Ngài vẫn luôn luôn bám vào Chúa. Và phải chăng đây chính là điều đã khiến cho Gioan Nimensin đã luôn luôn được tự do mà không còn bị ràng buộc bởi cái bản tính tự nhiên của một con người nữa. Thuyền lớn thì sóng lớn, càng làm lớn thì nhiều trách nhiệm, và dường như Gioan Nimensin đã biết được cái quy luật tự nhiên này. Cho nên vào ngày mà Ngài làm giám mục đó, Ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục của Ngài mà con đã nói với quý ông bà anh chị em rất nhiều lần rồi. Một khẩu hiệu rất kỳ diệu, một khẩu hiệu mang lại cho Ngài sức mạnh. Đó là The Passion of Christ Strengthen Me. Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trở nên sức mạnh cho tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống hàng ngày của chúng ta lấy sức mạnh từ đâu? Từ người chồng, từ người vợ, từ con cái chúng ta, từ đồng tiền chúng ta làm ra, từ danh dự mà xã hội ban tặng cho chúng ta sao? Đối với Gioan Nimensin, sức mạnh thực sự của Ngài đến từ thập giá của Chúa. Bởi vì nơi đó, Gioan nhận ra được Thiên Chúa yêu Ngài đến như thế nào. Như lời của Phao-lô vậy. Cho dấu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất kỳ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất kỳ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Không có một sợi dây nào có thể buộc chân của người khổng lồ Phao-lô,
cũng như không có sợi dây nào có thể buộc được đôi chân tí hon của John Newman nhờ vào sức mạnh của Giê-xu. Vậy kính thưa quý bà và anh chị em, nếu Phao-lô là thế, John Newman là như vậy, còn chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta có đang bị một cái sợi dây nào đó? Chúng ta có đang bị một cái điều gì đó rất nhỏ thôi, nó quấn lấy đôi chân tâm hồn của chúng ta, khiến chúng ta không thoát ra được. Khiến chúng ta không thoát ra được. Có sợi dây nào đó, nó khiến chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn, mà không sao vùng ra để chạy, để có sự tự do được. Để có được sự tự do, sự vui sống được. Có không, kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nhìn lại xem, sâu thẳm trong chúng ta có sợi dây nào đó không? Như những chú voi kia, hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc, nhưng chỉ vì không tin rằng mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có. Hoặc có thể lắm, kính thưa quý bà và anh chị em, đôi khi mình biết mình có thể thoát được chứ, nhưng mà mình không muốn, mình còn tiếc, từ từ đã, bỏ bây giờ thì tiếc quá, uổng quá. Và bởi vì mình không muốn, cho nên cái sợi dây kia, nó như là cái dây tơ vậy, nó mỏng lắm, mong manh lắm, chỉ cần một cố gắng nhẹ thôi là hoàn toàn có thể dứt được. Nhưng có lẽ sự ràng buộc kia chưa thực sự làm cho chúng ta bức bối, chưa làm cho chúng ta khó chịu, nên mình đành phải làm thân lừa, chạy quẩn cối say. Làm nô lệ cho một thứ ràng buộc nào đó, để không còn được sự tự do thanh thản như Chúa muốn. Không còn được sự bình an nội tâm, không còn được một sức mạnh để chúng ta có thể bước đi trên cuộc đời này một cách tự do, thanh thản và bình an. Và nhất là khi chúng ta không có được sự tự do nội tâm, chúng ta không có khoảng trống để có thể yêu Chúa và yêu người khác như chúng ta muốn đâu. Vậy kính thưa quý bà và anh chị em, nếu hôm nay chúng ta có một cái ràng buộc nào đó mà chúng ta không tin rằng mình có thể dứt ra được, mình không có thể gọi là thoát ra được, mình không có thể chặt đứt nó được, mình không có thể móc nó ra mà quăng nó đi được, thì hôm nay chúng ta hãy xin Thánh John Newman cầu bầu cho chúng ta, giúp cho chúng ta dám tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được, như chính Ngài đã dám tin và dám sống cái mong ước thánh thiện, để từ niềm tin ấy, từ mong ước ấy, chính Thiên Chúa thực hiện chính điều mà Ngài mong ước, đó là làm cho Ngài trở nên một vị thánh rất tốt lành, thánh thiện. Xin Thánh John Newman cầu bầu để chúng ta biết múc lấy sức mạnh từ chính tình yêu của Thiên Chúa, từ sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa để thực hiện được điều mà lòng chúng ta đã ước mong lâu lắm rồi, muốn lâu lắm rồi mà vẫn chưa làm được. Xin Thánh John Newman cầu bầu cho chúng ta để chúng ta có được sức mạnh đó. Và rồi, trong cái dịp này, nếu chúng ta nhận được ơn đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm được sự tự do, và đó có lẽ là ơn chúng ta cần cầu xin nhất. Xin cho lời cầu nguyện mà Thánh John Newman ưa thích nhất trở thành lời cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày. Ngài cầu nguyện với Chúa như thế này: Lạy Thiên Chúa yêu dấu của con, không gì xảy ra với ngày sống của con hôm nay mà cùng Chúa chúng ta lại không có thể giải quyết được. Thánh John Newman đã cầu nguyện như vậy: Lạy Thiên Chúa yêu dấu của con, không gì xảy ra với đời sống của con hôm nay mà cùng Chúa chúng ta lại không có thể giải quyết được. Xin Thánh John Newman cầu bầu cho chúng ta, đặc biệt trong giai đoạn rất khó khăn này, khi dịch bệnh rồi bao nhiêu những khó khăn của xã hội, của cuộc sống, của thế giới đang đè xuống trên chúng ta, Chúa vẫn có đó cho chúng ta. Cùng với Chúa, có Chúa ở với mình, chắc chắn, kính thưa quý bà, anh chị em, không phải chúng ta, mà chính Chúa sẽ làm cho chúng ta như chính Chúa đã làm cho Thánh John Newman đây. Amen. Đường xưa Chúa đi, gian nguy, xa lo gì, đau thương có ngại chi. Đường này
Chúa đi, con vui bước theo Ngài, hiên ngang bước tình hầu. Đường xưa Chúa đi, vuông Chúa cúi đầu, khinh chê Chúa lặng thinh. Đường này Chúa đi, con gieo rắc công bình, xua đi những cực hình. Chúa ơi, xin Chúa giúp con lừa mến tình yêu, vui bước đi theo Ngài. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Đường xưa Chúa đi, trông gai không nghi ngại, cô đơn giá lạnh run. Đường này Chúa đi, con gieo bước giữa đời, say mê sống tình trời. Đường xưa Chúa đi, oan khiên máu gai sâu, treo leo chốn đồi cao. Đường này Chúa đi, con mang tới lao tù, an vui với tình người. Chúa ơi, xin Chúa giúp con lừa mến tình yêu, vui bước đi theo Ngài. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Chúa đi, con say vắng trên vai, thành ra ân tình Ngài. Đường xưa Chúa đi, tim trai đã kêu căng, nhân gian oán hờn căm. Đường này Chúa đi, xin Chúa tình trời. Chúa ơi, xin Chúa giúp con lừa mến tình yêu, vui bước đi theo Ngài. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Đường xưa Chúa đi, cây khô chờ vờ, mây mưa não nề rơi. Đường này Chúa đi, vươn tay đón ơn trời, say sưa phút tuyệt vời. Đường xưa Chúa đi, giang tay chết giữa trời, bi ai giá lạnh thay. Đường này Chúa đi, đàn tay hướng quê trời, trao nhau Chúa hòa bình. Chúa ơi, xin Chúa giúp con lừa mến tình yêu, vui bước đi theo Ngài. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời. Chúa ơi, có Chúa bên đời, ánh sáng niềm vui sức sống cho cuộc đời.